mà thằng Zihin 22 run chay Zihin 3 luôn mới ghê chứ, đâu phải Zihin tin ăn đâu ta, đúng không? Đỏ chó ở đâu, thằng đấy Akali sát thủ mà. Cái thằng Zihin ấy. À Zihin tôi không để ý. Akali sát thủ. TF cuồng giáo. Ôi, pan rừng ngon hơn cuồng giáo các bạn ơi. Ba rừng này. Không quay lại. Chỉ thấy chú kiểu của đoạn này rồi đấy. Tên này không? Không, từ đầu chưa bật nhạc thôi, tôi bật nhạc tôi đánh lại bay. Ừ, nó có ra thần tài đâu. Đồ này là đồ quá quý à. Ông này đã Akali vô cực cung luôn rồi. Cục vãi nồi. Cho xíu Annie nào. Level 4 rồi. Annie. Rừng mà rừng Vega ai đứng lại. Ken Nen lắc. Ken Nen. Ken Nen ra cho nó có đam. Mặt sớm chưa được gì. Có là Nami chưa Vega luôn, chưa có Vega bạn ơi. Má, chắc tôi không chịu được hàng này bắn luôn. Các bạn nó đồ game ngon nữa nha. Ngồi giết con Vi đi. Giết Vi bạn ơi. Thế là đẹp rồi đấy. Ôi, may quá, trời ơi. Mày yếu quá. Này cờ bạc trắng anh ơi, em mới bảo ạ. Ôi, có gì đâu em, bình thường mà. Gì đây? Thời chưa tới em ơi, thời tới cản sao kịp được. Gì đây? Hai kèm men luôn mới ghê. Đến Vega hay đánh gì đây ta? Trời ơi, liên trả vờ chúng con này coi. Bình thường vẫn trả cái gì điên à? Bình thường pro vãi nổi. Kata kìa. Có lên bắt Annie không ta? Các nhà có Annie thì mình có thần tài luôn nhưng mà không có đồ các bạn ạ, hơi lởm đấy. Các bạn này đi đó chắc cúp.
nhặt áp được mà, thì mình cứ nhặt nước mắt đi, áp là tay công lý cũng được mà bạn. Nhặt nước mắt đi cho ra Vega thì dễ lắm. Bài mình yếu quá. Bài mình đang quá yếu, hiểu không? Giờ mình nhặt cái gì dễ trước đi. Có con Akali nó cầm đồ vào nó quẩy quẩy cũng được. Các bạn coi cái bài này. Một sao này, có cái quần què gì để chơi đâu. Bây giờ có Lee Sen đang luyện tập với lại con Yasuo song đấu, có cái gì. Lại lại là Na Kakua tiếp. Rồi mình yếu quá. Ra con Vega thì dễ rồi. Ra Vega để kiếm súng nước mắt vào là đẹp rồi. Nhất định là không ra được cái con củ lìn kia luôn. Ăn đi luôn. Các bài tôi yếu quá không ơi. Bài tôi cũng yếu mà. Ít nhất vẫn có hai sao đẹp tôi đéo có gì. Ông làm cho con Akali kiếm súng mẹ đi. Mà tôi đằng nào cũng lưu trích đúng chắc, rồi. Chưa chắc đáng. Với cả đằng nào cũng lưu trích. Chưa chắc đáng. Đằng nào cũng đang lưu trích chưa chắc đáng. Thôi cứ kệ đi. Nunu rồi này. Continue. Hôm nay bị sao nhở? Level 6 tự tinh 1 tiền vậy. Chị tè. Chỗ này đã được nhiều bạn. Chờ tên anh Lulu hay tên anh Vega thôi các bạn. Tên xui thôi. Ari á hả? Tập này Ari còn nổi. Trời ơi, hẹn cái riêng tiên phóng mà. Bây giờ không bắt thì cút. Bắt tạm đi nhỉ. Bắt tạm thôi các bạn. Không bắt thì cút đấy. Con này đẹp được. Hẹn cái riêng tiên phong đánh Ari à? Tiên phong Ari hả? Thua à? Thì là tôi thích chơi Aphelios tôi vẫn chơi được ấy. Nên là chơi Vega 6 pháp sư 3 thần rừng. Đây, thần tài không nổ nữa rồi các bạn ạ. Thần tài mà không ra kata 2 không nổ nữa tôi không chơi đâu. Tôi về chuẩn bị eco tiền để tôi sao tôi roll đấy. Mình đầu cơ thần tài như thế mà thần cài chả yêu thương mình gì cả, chán lắm. Thần tài chả bao giờ yêu thương mình cả. Mà cứ anti mình thôi. Hôm nay cờ bạc cũng hơi chán thật, hôm nay đánh hơi đen thật. Ôi tháng này. Hay ông ơi. 6 pháp sư 3 thần rừng cũng được. Hôm qua tôi vừa test 6 pháp sư 3 thần rừng mà nó hơi yếu á. Chiến tướng là được rồi. Pháp sư ba thần rừng
Cái mẹ thì ăn dã hai hả? Sư ba thần rừng, các bạn phải luôn con Hecarim 3 cơ. Mày nổi cái gì đấy? Hecarim tiên tiên phong này 3 sao này. Chuyện mới nổi. Bây giờ này nó còn chưa ra Vega nữa ta. Bà nội cha này nó. Tiên Việt vong ấy. Thôi, tôi ngồi tôi chốt 6 pháp sư ba thần rừng và đám nhé. Bài ép chơi các bạn ạ. Lại phải xoay qua rừng rồi. Cảm ơn anh Sơn đã tặng 10 sao. LV 6 ơ 2 Red Dog rồi anh chơi 3 rừng đại sư ách đi anh. Ok em ơi. Tự dưng nó ra thì phải chơi chứ. Tự dưng bây giờ nó ra thì phải chơi chứ các bạn. Ở đây 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 Vega mũ luôn, đẹp quá. Đang cần cái Vega mũ đấy. Rồi. Bây giờ lên xếp 7 luôn con Ari nữa là được rồi nhé. 6 pháp sư 3 rừng Vega mũ này. Cung xanh luôn các bạn ạ. Cung xanh thì về sau bắn lên các nhà thần rừng. Mũ phù thủy, hai nước mắt, kiếm súng. Chọi cho nó lực. Thử coi. Rồi cái này chắc kiếm giáp cho này quyền năng. Ôi giời, em hâm mộ chú Bằng Kiều lắm ạ. Thế thì em lại giống anh rồi. Anh em mình lại có duyên rồi. Hợp lý. Chú Bằng Kiều ai mà không hâm mộ cái chứ. Ba con da vàng. Tư sau bốn thần rừng tiền vẫn nhặt ra nó đi lùi lùi còn lùi lùi ra là mình vô hay là mình chơi hộ pháp thợ săn luôn tản tạo về đi bốn năm sắp sơi ôi ơi, gặp châu rồi bắn gãy tay mẹ rồi cái gì vậy ông đó mà hát hai rồi. Đó, ông còn chơi cung săn nữa. Doctor luôn rồi. S2 thì chịu luôn đấy. Level kiểu gì không ạ? Level 6 luôn S2. Đấy, thua rồi đấy. Đi ra lên. Regen mau cai đi anh, chứ cái trần rừng mà. Đi mình kích cùng giáo mà. À revenge mau cai à đúng không? Đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Sao pháp sư ba dịch được đấy. À mà thấy mấy cung săn sợ quá. Máy nổi 4 át rồi không ạ? Bài chọn rồi, đồ đẹp có gì nữa? Làm khăn nữa, đỡ bị MCC là được rồi. Hay vậy, bài cao tờ, cover hay vậy. Vega một rác thực sự các bạn. Vega một rác thực sự. Ủa? Bán hay cái tên tiên phong để hay cái tên tiên phong hay cái ba đẹp lắm. Rồi mình chơi đi, sao đâu bạn vui vẻ thôi. Thua thôi.
Arsenal tầm tay như tay ai chưa biết. Chuẩn. Arsenal 3 thật này. Bài BS nhiều thế. BS nhiều quá nhờ. Đồ này thì chắc làm cái thông đạo. Cái thông đạo, cái Sojin này. Thông đạo và một Sojin. À, thông đạo không khỏe hơn đâu các bạn ạ. Thông đạo hay carry. Cái xe kè ha. Cái Sojin và một cái giáp thiên thần. Game nhái vãi nồi. Đây là cái giáp thiên thần cho Ari đi. Game nhái thật sự. Ari giáp thiên thần. Avanri giáp thiên thần. Ôi ơi, con này nó cũng đâm chết được con Akali nữa. Bỏ tay đấy. Thông đạo hợp lý quá các bạn ơi. Hello anh Dũng nhá. Game là dễ mà tự đến đồ nó hơi sai sai tí các bạn ạ. Có xét này. Nam mi nhiều. Nam màu mắt biếc. Bây giờ mà level 7 ấy mà ra là tên anh As thợ săn hoặc As thần rừng ấy thì tôi mới bảo là game độ, còn nếu không thì thôi, game không phải là game độ, game là bắt nhái. Được không các bạn? Được không? Hôm nay phải ra được con át thần rừng ở level 7 hoặc át thợ săn ở level 7 thì tôi mới khẳng định rằng đây là bài độ, còn nếu không là game nhái thôi. Đấy bơ luôn mà. Cái gì đây? Vô bịp. Má Vega 1 mà rác phải lên các bạn. Cứ win chết cho người khác thôi. Vega 1 kìa, khốn nạn không? Khốn nạn thực sự cho Vega 1. Rồi, rung con hạt K3 nào. Mẹ Vega 2 đâu? Ari 2. Lên Ari 2, mẹ 4 Ari rồi, chưa ra con Vega. Vega 1. 4 Ari mà Vega 1. Tôi thấy cái form này của tôi đép đang ok nên tôi không muốn bán nó đi vội. Để thay rừng vào vội các bạn ạ. Form này đép đang ok á. Chắc tôi lên 8 rồi tôi mới đổi á. Lên 8 thì tôi sẽ bán con này đi, tôi roll tinh. Vega 1 Ari 2 vậy anh em. Cay không? Nhờ tam lực lắm đấy, nhờ. Giờ bơ người ủng hộ rồi, what the fuck. Nhờ. Nhà Free Fire mà. Nhờ. Dũng cứ tự kỷ thôi, Dũng ơi. Nhờ. Mình chơi kiểu thần rừng cũng được, không cần chơi đại sư cũng được. Má, tôi đang Vega 1, Ari 2 kìa ông. Xàm lẽ thật sự. Ari tự ra luôn à? 4 con à? Mợ lắm, dây ke coi, dây ke, ke Sojin cho Ari à. Cần gì lấy trước đi. Ari, tôi luôn sẵn tiến level 7 rồi. Mà nó ra con Vega 1, Ari lên 2 thôi. Đậu xăng, cái lúc cần thì đéo ra đâu. Kiểu hai cái này cái nào mình cũng thích ấy. Luôn này. Nên là mình không muốn. Đấy cho bố. Mày xin con Vega 2 thôi. Đau đầu. Sao cướp vậy? Còn đang cháy thì lo gì, roll là à, ông roll cạn tiền luôn rồi à? Mẹ, ông nhìn đi. Tôi roll lên vào 7 mà nãy giờ tôi bỏ bao nhiêu con Nami mà Nami nó còn lên 3 đấy. Annie sắp lên, Heka sắp lên. Nami sắp lên, cái điệu. Bài của ông ngon á, bài ông khỏe vãi đái luôn.
dỗi lắm luôn á. Đừng dỗi anh, dỗi anh làm gì. Dỗi anh mất công dỗi. Anh giỏi, anh thương anh em nhất rồi. Bây giờ một nhờ với Vega 1. Nhờ với Vega 1 các mày. Mình ráng lên con HK3 với con Vega 2 là mình lên chép. Con bột lèo nữa. Mất ulti, lèo. Không thấy là thêm con nào, nguyên sàn. Ừ, Lulu với Vega 1. Mấy bên kia gần 3 hết rồi. Sạp đấy, Arin nữa này. Rồi, Vega 2 rồi. Rồi, lên chép thôi. Thế thì lên chép dần đi. Lên chép tí con mèo bỏ vào. Tí Lilia thay con này mèo với rắn. Chắc chín là mèo với rắn đấy. Đéo tin rồi. Vega 1 bây giờ lên Vega 2 được rồi. À, lên được Vega 2 rồi ông ơi. Khổ thật sự. Má, tên này ông gặp tôi nữa chứ. Đèn vãi nổi. Chưa. Gặp ông là ông sắt đau tôi đấy. Sắt cái đéo. Còn gì nữa, con át là cùng chung săn mà, con đấy đâu có tăng được. Chung săn counter vãi. Tôi bị counter rồi, tôi bị thua rồi. Yeah. Bây giờ còn mình châu cháy rồi này. Đấy, nhẹ giờ nó lại ra Vega này. Đéo biết bán con gì luôn. Bán này mình định đánh Vega 2 thôi các bạn. Mình đánh Vega 3. Vega 3 là bán này hơi khó. Bỏ một con Vega đi không sao đâu. Vega 3 khó. Đánh Vega 2 rồi lên chép thôi. Đâu là Rogan 2K3 với con Lulu 2 nữa được. Bây giờ mình mãi mới kiếm được con Lulu. Bán đi tìm tí. Hay là bỏ Ani đi ta. Kháng phép đi, cho xin kháng phép cũng được. Cũng được. Bỏ Ani đi mua Vega, mình cũng không cần Ani 3. Hackery 3 không? Má, con Ari lên rồi đó nhiều rồi. Hackery 3 rồi, lên chết thôi. Lên chết thôi mọi người ơi. Kiếm một lèo tiểu nữa. Ôi à. Game 2 xe keo không ơi. Vào việc anh em ơi, vào việc. Ôi, nó chiếu rồi. Có bảo bạn chơi được không ạ? Vâng, em ơi. À thế à, em úp điện thoại em không để ý. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Vâng ạ, đúng rồi em ơi, cảm ơn chị. Yêu chị nhất. Nhân đánh pháp sư quá một cái về á, hai cái dây keo rồi á, không ạ, à. Đánh pháp sư mà cứ như đánh xạ. Này đánh tiền xạ hay đánh pháp sư vậy mọi người? Này tôi đang đánh tiền xạ hay pháp sư? Sai, đó hiểu gì? Rồi cho con Nami xuống đi lấy CC đi. Sao? Chơi thôi, Hecarim 3 rồi, ôm đam được rồi. Nên chết kiếm một lèo vô lấy tốc đánh nữa này. Để Janna không được. Rồi, cứ gặp ông thôi. Hãy cung săn lên. Má nó bắn kìa. Là mặt đấm thôi. Săn nó bắn đâu á. Hay quá. Hai đê cô mà chuẩn bị áp ba rồi. Tivia vào đây này. Chúng rắn nữa. Chỉ còn một chiếc lá cuối cùng. Mẹ vừa nói bạn chỉ bị ác ba, bạn ác ba thật mồm ạ. GG, good game, go next. 5.3 ác ba thôi nghỉ. Gặp, nếu mà là tôi ấy, tôi phải vứt cái giáp tinh thần một chiếc ông ơi.
Ông phải vẫn cân nhắc tinh thần vào trước chứ. Nó đỡ nguy hiểm chứ. Vẫn rất tinh thần vào cho ác cho nó chắc chắn chứ. Rồi bài 5 cấp 1 rồi. Ác 3 thì bắn ai chịu nổi. Alo, game hơi dễ. Game hơi dễ các bạn ơi. Ác 3 thì GG. Game hơi dễ. Hai thông đạo ha. Chắc là hai thông đạo. Ok. Không chờ thôi, lấy 53 vậy. Lấy con 53 đi. Tôi roll vậy mà tôi còn chưa được Lulu 2 đấy không? Xinh quá các bạn ạ. Ok, nice. Muốn tới livestream không? Hay là muốn tới chụp ảnh? Không, thứ 1 trong 2 option nữa hả? Livestream hoặc là chụp ảnh review. Ok, điểm. Thế thì cái để tôi mới làm việc tiếp nhé. Ok. Bởi vì tớ nhận được từ thông báo từ bên đại diện của bên TG nói rồi. Thôi mình xin phép vào cái top là được rồi. Xin phép on top. AK thì nhiều tiền là cảm ơn nhiều nhá. Mất công đi lại. Giúp mình đóng cửa. Thank you. Có cái nút exit ở ngay trên cửa. Gặp mặt là được các bạn ơi. Alo. Từ. Các bạn ơi. Đang mải nhận quà. Đang mải nhận quà nên là không để ý nãy giờ bị thua mất mấy tên cay mấy nồi. Ấy chết mẹ rồi, nó là đưa con nhét bên nào ấy. Đưa mọi người ơi. Nhưng này hai khỏe thế. Khỏe quá. Đừng bảo nó chặt cái trước này luôn nhá. Chặt chết là chịu ấy. Đây mình chưa build đồ xong, thế là mình đang không tập trung á, bây giờ mình tập trung chơi cái. Thế là mình đâu cần con này ở đâu đúng không? Ôi cốc này được, cốc. Con này mà ra một Neko nữa là nhái này. Ở đây tôi mới nhận một cái quà của bên HyperX. Tôi nhận một cái hộp quà từ bên HyperX to vãi nồi. Thì tôi sẽ làm một buổi livestream để review với anh em sau nhá. Hộp quà to vãi nồi như này cơ mà. Hy vọng gì bạn bài mình xếp đúng thì nhà chết tuổi. Thì mà tuổi mà mình thế thôi, game cứ thế thôi, game cứ bịp thôi. Đừng có gặp hàng chúa. Để gặp hàng chúa cút đây. Không ông ơi, game bịp lắm. À, mẹ Unity kìa. Ơ, ra tinh thần luôn. À đây. Cái thứ Unity lên. Bà này giờ rung cái gì ta? Ây, mẹ nó ra thừa một chỗ nê này. Bây giờ gặp mặt là cút này. Gặp mặt là được. Trời ơi, lại còn Yone 2 nữa. Mẹ thừa Yone nữa này không này. Mặt mà. Đừng gặp mặt mèo. Đừng gặp mặt các bạn ơi. Gặp mặt là cút. Bây giờ mình roll mình chả roll được cái gì nữa.
Chưa gặp ông ơi. Rồi má, gặp bạn mèo luôn. Cái gì đấy? Bóng à? Xui thế, bóng ai không gặp, gặp bóng bạn mèo. Bóng ơi, tôi gặp nhà khác mà, tôi gặp nhà Z. Tôi lại thua nhà Z tiếp rồi, tôi sợ nhà Z lắm. À nhưng lần này không sợ rồi. Z đi rồi nhá. Ê, một máu, may quá. Ồ, top 3 ông ơi, nice sư. Rồi, top 3 được rồi. Cảm ơn anh Sơn đã tặng 10 sao, không chơi thần tài mà ba Neko game nhái Audition à. Thôi bài mình top 3 thôi, bài này nó còn nhiều máu lắm, mình gặp bạn mèo một tớ đó mình thua rồi. Mình gặp nhà này mình cũng thua đó. Hai nhà này mình cũng có hội win thôi, AFK đi. Cho vui. Ôm tiền chết này, cho mấy thằng trẻ trâu nó chửi mà. Phải ôm tiền chết cho mấy trẻ trâu nó chửi. Bây giờ tôi gặp ông Thảo luôn á. Tôi để im bài đấy, chả xếp gì đâu, ông cứ xếp qua tờ đi. Rồi, xếp hay không xếp, tôi cũng thắng, không thắng được. Bài tôi sao thắng được. Gì mà thắng. Ba lên, còn thêm con Yone nữa chứ. Tôi đang đi bỏ rừng đấy. Nhớ thì để thắng. Thêm mặt mèo bắn kìa. Sao lại bỏ rừng không? Rừng vô nát nó lâu chết chứ. Quán, cần đếch gì không? Ôi, đủ mấy thằng này thắng luôn kìa. Ờ, tôi cho nhiều đại sư vào để cao tờ nó mà. Vô nên thắng được bóng không kìa. Thắng bóng không? Ê, rừng kìa không? Tôi đang tính là rừng hay là Ed Real ấy. Được đấy. Ờ, lấy mét rồi. Đồ rừng. Có gì à? Cảm ơn Phan Đại đã tặng 10 sao, 10 lên là lên. Trời ơi, ông Rolinia, ông không thấy nguyên con át cầm khăn là mà ông cứ Lilia. Bài ông top 3 là ông vui vãi lên đó rồi. Bạn mèo ad 2 thì ăn ad 3 là chịu. Ad 3 là hơi nhảy ông rồi. Nghĩ chưa? Hay là chơi chứ? Nào vô nào.